Các bạn fan của chị Kính biết gì chưa? Chị Kính Đố Vui chính thức có thêm một kênh YouTube mới có tên Kính Trending, giúp các bạn cập nhật những tin tức mới nhất, hot nhất và nhanh nhất, mang lại những thông tin mà nghe thôi đã thấy cười nghiêng cười ngả, cười ha hả luôn nha các bạn ơi. Nhanh tay subscribe ngay kênh Kính Trending để xem thêm nhiều video mới đến từ chị Kính nhé. Nhưng trước khi qua kênh mới của chị xem video thì chúng mình cùng khám phá hết 15 câu hỏi đố vui trong video ngày hôm nay chứ nhỉ. Câu 1, đố bạn tìm ra chị Việt Phương Thoa đấy. Ái chà, các bạn fan của chị Kính dạo này tinh mắt quá ta. Chưa tới 10 giây mà đã có nhiều bạn tìm ra chị Thoa ở đây rồi á. Quá là đỉnh, like video nếu bạn đã tìm ra chị Thoa nha. Bây giờ nói là anh đang buồn, anh không muốn yêu một ai. Yo là yo là yo là yo là yo, anh chơi với em. Bây giờ nói anh thấy cuộc sống này toàn là sai. Nope, anh sẽ thấy nó đúng một khi mà kim anh biết em. Yo là yo là yo là yo là yo, anh chơi với em. Yo là yo là yo là yo là yo. Yo là yo là yo là yo, gạo nấu cơm. Đưa cái đũa đây, trời ơi tao kiếm nãy giờ. Câu 2, bài hát này có tên là gì bạn nhỉ? Bài hát truyền thái y thì bạn đúng là chiến thần bắt beat rồi đấy. 10 điểm nha mấy ông bà già ơi. Tôi là tôi không nghĩ các bạn lại giỏi tới vậy đâu á. Phải tăng độ khó thôi. Truyền thái y đi, truyền thái y. Câu 3, bài hát truyền thái y là của nam ca sĩ nào? Ngô Kiến Huy hay Lê Dương Bảo Lâm? Anh Dương Lâm Đồng Nai không đấy? Bậy rồi đó bà. Đáp án là anh Ngô Kiến Huy nha. Câu 4, đây là tên của idol nào nhỉ? Trời, câu hỏi này chắc chỉ có các bạn fan của Hoàng Tử Hoa mới đưa ra được đáp án là Hoa Hanashi. Ahihi, bạn nào trả lời đúng ở câu hỏi này thì cũng là cao thủ đấy. Điểm danh những anh em đã trả lời đúng cả 4 câu hỏi bằng cách like video nha. Thế còn đây là idol nào nè? Chà chà, có vẻ như các bạn đã rút kinh nghiệm ở câu trước nên là có nhiều bạn đưa ra được đáp án là Thảo Ly quá nè. Chắc đấy, tuyệt vời đấy, ông mà trời đấy. Trên nào ấy nhỉ? Một hot trend cực chiến mang tên cả nhà mình ơi, hô to lên nào. Bạn nào là dân chơi hệ top top thì phải đu trên này ngay đi nhá.
tuổi. Có ai nhận ra em bánh bao không ta? Mấy nay chị Kính không làm video về bánh bao xin chào nên chắc là các bạn quên em ý rồi hả? Nếu bạn muốn chị làm video về bánh bao thì nhớ like video và comment để chị biết nhé. Câu 8. Thế còn đây là ai ta? Đố bạn nhận ra đâu là mắt của em Linh Bí đấy. Nói là Linh Bí với Baby Trà Sữa có đôi mắt siêu đẹp luôn ý. Nhìn phát là thấy mờ ê mê liền. Bạn có phải là fan của hội những idol nhí trên top top không nhỉ? Like video cho sự cư tê của những em bé này nhé. Câu 9. Sắp tới sẽ là sinh nhật của ai ta? Bánh bao xin chào hay Thị Nhung gãy tivi nhỉ? Có nhiều bạn chọn là Thị Nhung quá, nhưng mà bạn quên mất là bánh bao có sinh nhật chỉ sau Thị Nhung một ngày rồi nè. Thị Nhung sinh ngày 24 tháng 12, còn bánh bao thì là ngày 25 tháng 12 đấy. Chuẩn bị chúc mừng sinh nhật hai idol này nào các bạn ơi! Đỗ Nhung vì sinh nhật của chị ý là ngày mùng 1 tháng 1 mà. Còn các bạn fan của chị Kính Đố Vui thì sẽ chọn đáp án là chị Kính vì sinh nhật của chị là ngày 15 tháng 1 nha. Haha, vậy là chị Kính có cùng cung market với rất nhiều idol nè. Chào sự em. Mà chị Đố bạn, VV và chị Xin ai cũng thuộc cùng market đấy. Bùi Thảo Ly thì thuộc cung bọ cạp cơ, còn bà V mới là cung market nè. Sinh nhật của bà V cũng sắp tới rồi á. Bạn có biết sinh nhật của chị ấy là ngày nào không ta? Bình luận ngày sinh nhật của VV xuống phía dưới video nếu bạn là fan cứng của bà V nhé. Câu 12, đố bạn nhận ra đây là ai đấy? Ố là la, chị Ngân Hà dùng filter mà các bạn vẫn nhận ra, quá là đỉnh luôn. Chắc các bạn là fan cứng của Ngân Hà chứ gì? Bình luận cho chị biết đi. Bạn là fan của Ngân Hà bao lâu rồi nhỉ? Giờ còn đâu một mối tình, có lẽ tình mình giờ phải lao đao. Có lẽ nhân thế không ai yêu em bằng anh yêu em. Nào ngờ đâu phong ba bao tố, cách chia xa đôi ngã. Câu 13, đây là idol nào ta? Wow, hôm trước có nhiều bạn không giải đố được câu hỏi đuổi hình bắt chữ về mèo Simi, nhưng hôm nay lại có nhiều bạn giải đố được câu hỏi về Sammy Đào. Phải chăng là chị Sammy Đào có nhiều fan hơn chị mèo Simi không nhỉ? Khai thật đi, bạn là fan của mèo Simi hay là Sammy Đào? Hãy đưa em về đến đây, tim em đau rồi, chân em đã mệt rồi, đúng cũng đã mệt rồi, em vẫn một mình thế thôi, đêm nay sẽ thật dài. Câu 14, đây là bài hát nào? Các bạn có vẻ rất
rất thích thú với những câu hỏi đuổi hình bắt chữ nhỉ. Chưa gì mà đã có nhiều bạn đưa ra được đáp án là bắt kim thang nè. Quá xá luôn á. 10 điểm nha, mấy ông bà già. Câu 15, hãy tìm ra chiếc binh chơ linh khác biệt nhất. Phải siêu tinh mắt thì bạn mới có thể tìm ra chiếc binh chơ linh này khác biệt nhất đấy. Mùa đông tới rồi, điểm danh những bạn có sở thích ăn kem vào mùa đông giống chị Kính bằng cách like video nha. Câu 16, đố bạn nhận ra đâu là Sammy Đào. Đây là một trong số những câu hỏi khó mà video ngày hôm trước đã có nhiều bạn trả lời sai. Hôm nay bạn có tìm ra chị Sammy Đào ở đây không nhỉ? Chứ chị là chỉ cần 3 giây cũng nhận ra ngay đây là Sammy Đào nè. Tiếp theo sẽ là một câu hỏi mà bạn nhất định phải trả lời nha. Video sau bạn muốn chị làm về Hero Team, gãy TV hay là Wednesday nhỉ? Bạn muốn chị Kính làm về chủ đề nào thì nhớ bình luận xuống phía dưới video nhé. Và đừng quên like video, subscribe kênh Kính Trending để ủng hộ chị Kính nha. Yêu các bạn rất nhiều. Bye bye! Biết duyên mình đã lỡ, phần một đều đâu dám mơ. Chiều nào thế đâu đành lui về sau. Biết này để ta mất nhau. Phần chẳng thể ngăn đành thôi từ đây. Một mình anh lê bước về, câu hứa câu thề, mãi chôn vùi trong cơn mê. Nhìn em sánh đôi tình duyên mới, lòng anh đau thắng nên lời. Sau tiếng không thuộc về nhau nhưng sao lòng càng nhớ. Em để nơi chốn quê phương, anh để nước mắt tuôn dòng. Chúc phúc cho em cùng người đằng sau những ngày một.